Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với YouTube channel của Sentity Shop. Trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng phần mềm Net Install để cài đặt lại các thiết bị MicroTik chạy router OS như các dòng router hoặc switch MicroTik CRS. Net Install là một công cụ được thiết kế để sử dụng cho hệ điều hành Windows hoặc Linux để cài đặt lại các thiết bị MicroTik chạy router OS, ngoại trừ các thiết bị không phải MicroTik x86. Net Install định dạng lại ổ đĩa của thiết bị và sao chép các tệp mới vào đĩa của hệ thống. Điều này có thể giải quyết nhiều vấn đề khi thiết bị của các bạn hoạt động không bình thường. Nó tương tự như các bạn cài đặt lại Win trên máy tính. Do đó, toàn bộ các file cấu hình hoặc các file mà các bạn lưu trữ trên MicroTik sẽ bị mất. Riêng license bản quyền mà các bạn đã active trên router và các cài đặt liên quan đến router boot sẽ không bị mất. Các bạn có thể sử dụng Net Install để cài đặt lại router trong trường hợp router hoặc switch hoạt động không ổn định, có lỗi liên quan firmware như bị mất firmware hoặc bị format ổ flash, hoặc trong trường hợp các bạn quên mật khẩu và muốn cài lại từ đầu cho nhanh. Trước tiên, chúng ta sẽ cần download phần mềm Net Install và router OS mới. Các bạn vào trang microtik.com. Vào menu software. MicroTik hiện nay sẽ có hai bản là V6 và V7. Nếu router hoặc switch CRS của các bạn đang chạy phiên bản V6 thì các bạn cũng cần phải download Net Install là V6 nhé. Nếu thiết bị đang chạy router OS V6 mà các bạn download Net Install V7 thì Net Install sẽ không thể tìm thấy thiết bị của các bạn. Router OS của mình đang là V6 nên mình sẽ download bản Net Install V6 về. Các bạn chọn phiên bản 32-bit, 64-bit hoặc Linux tùy vào máy tính của các bạn. Tuy nhiên, mình khuyến nghị các bạn nên sử dụng Windows 10 hoặc Windows 7 nhé. Không nên dùng máy tính Windows 11. Vì mình đã test thử thì Windows 11 rất hay lỗi trong quá trình install firmware. Nhấn vào biểu tượng download để tải về. Sau đó, các bạn download router OS mới cho thiết bị. Router OS mới thì các bạn có thể tải bản 6 hoặc 7 đều được. Mình sẽ tải bản 7.11.2 stable về. Sau khi download về thì các bạn giải nén và mở Net Install lên. Tuy nhiên, Net Install sử dụng port 69 giống với các phần mềm TFTP server, nên nếu các bạn đã cài đặt phần mềm TFTP nào đó trên máy tính thì chúng ta sẽ nhận thông báo lỗi by TFTP General Fail. Mặc dù các bạn không mở các phần mềm này, khi gặp lỗi này thì các bạn mở phần mềm TFTP lên và stop dịch vụ là được. Ví dụ máy mình đã cài phần mềm SolarWinds TFTP, mình sẽ mở TFTP server. Nhấn stop để tắt service đi. Sau đó mở lại Net Install là được. Tiếp theo, các bạn kết nối dây mạng từ laptop vào cổng 1 hoặc cổng có ghi chữ boot nhé. Nếu không có cổng nào ghi chữ boot thì các bạn sẽ cắm vào cổng 1. Còn có cổng ghi chữ boot thì các bạn sẽ cắm luôn vào cổng này. Và dây mạng phải cắm trực tiếp, không qua bất kỳ thiết bị switch nào. Ví dụ ảnh này là con CRS317. Dòng này là dòng switch quang nên sẽ có riêng một cổng boot ở ngay dưới cổng console. Các bạn sẽ nối dây mạng từ laptop vào cổng này. Còn dòng CRS326 không có cổng nào ghi chữ boot, nên các bạn sẽ cắm dây mạng vào cổng 1 là cổng phía dưới này. Sau đó thì các bạn cấu hình IP cho card mạng trên máy tính cùng giải mặc định của MicroTik là 192.168.88.0-24. Mình sẽ đặt IP 192.168.88.2. MicroTik khuyến nghị chúng ta tắt hết các card mạng đi, chỉ để lại card mạng nối với MicroTik. Các bạn nên tắt đi, nếu không có thể gặp lỗi không kết nối được. Mình sẽ chỉ để lại card Ethernet. Tiếp theo, các bạn lưu ý tắt hết phần mềm diệt virus và firewall trên máy tính đi nhé, do firewall mặc định sẽ chặn port 69 của TFTP. Mình sẽ tắt firewall đi, nếu có phần mềm diệt virus thì các bạn cũng cần tắt đi nhé. Quay lại phần mềm Net Install, click vào Net Booting.
tích chọn boot server enable, sau đó đặt client IP address cùng dài, mình sẽ đặt là 192.168.88.3. Trong mục package, nhấn browse và chọn đến nơi các bạn lưu trữ file RouterOS vừa tải về. Các bạn thấy hiển thị phiên bản ở phía dưới này là ok. Sau khi chuẩn bị hoàn tất, các bạn khởi động lại thiết bị và đưa nó vào chế độ Etherboot. Có một số cách để MicroTik khởi động ở chế độ Etherboot. Nếu các bạn có dây console thì các bạn truy cập vào CLI của MicroTik, sau đó khởi động lại router. Trong lúc router khởi động, các bạn nhấn Ctrl+E liên tục thì MicroTik sẽ boot vào Etherboot. Và các bạn sẽ nhìn thấy thiết bị trong NetInstall. Nếu không có dây console hoặc thiết bị không có cổng console, các bạn có thể sử dụng nút reset. Trên tất cả các thiết bị MicroTik đều có nút reset được ký hiệu là RES hoặc ghi rõ là reset. Các bạn nhấn giữ nút reset, rút nguồn thiết bị, vẫn nhấn giữ nút reset, sau đó cắm nguồn. Lúc cắm nguồn thì các bạn phải đảm bảo là vẫn đang giữ nút reset là được. Chúng ta sẽ tiếp tục giữ nút reset cho đến khi các bạn nhìn thấy thiết bị hiển thị trong ô router của NetInstall là được. Các bạn lưu ý là nhấn giữ nút reset, nút nguồn, sau đó cắm nguồn trong lúc vẫn đang nhấn giữ nút reset là được. Các bạn có thể tùy chọn một trong hai cách. Nếu các bạn có console thì sẽ thấy dòng Waiting for Installation Server là được. Mình sẽ để màn hình console để các bạn theo dõi tiến trình. Sau khi NetInstall đã nhận thiết bị thì các bạn chọn router OS ở phía dưới. Chọn thiết bị MicroTik ở phía trên, sau đó nhấn Install. NetInstall sẽ format lại ổ đĩa trên MicroTik. Sau đó cài lại OS mà các bạn đã chọn bên dưới, các bạn chỉ cần chờ cho tiến trình chạy xong là ok. Sau khi chạy xong thì các bạn sẽ nhìn thấy nút Reboot trên NetInstall, nhấn Reboot để khởi động lại. NetInstall sẽ báo Installation Finished Successfully là chúng ta đã cài đặt lại thành công. Sau khi router hoặc switch khởi động xong là chúng ta có thể truy cập bình thường. Switch của mình đã được cài lại bản 7.11.2. Mình cũng đã thấy switch trên Winbox. Ok, như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn sử dụng phần mềm NetInstall để cài đặt lại các thiết bị MicroTik chạy RouterOS. Nếu các bạn có góp ý hay thắc mắc nào thì hãy để lại comment để mọi người cùng trao đổi nhé. Và đừng quên like, share cũng như là subscribe để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn.